Xin chào các bạn, video này được làm cho những người bị overthinking. Biểu hiện rõ ràng nhất đó là các bạn sẽ có xu hướng suy nghĩ rất nhiều, nhiều hơn mức cần thiết, nhiều đến nỗi mà nó ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả công việc, cảm xúc, sức khỏe và tinh thần của các bạn. Những cái biểu hiện phổ biến của những người bị overthinking. Thứ nhất, có khi nào mà một cái lời nói, một ánh mắt hoặc hành động của một người khác cũng khiến cho các bạn thao thức cả đêm và không ngủ được không? Rồi thứ hai là nếu như sáng ngày hôm sau có một cái việc gì đó rất quan trọng thì ý như rằng tối ngày hôm trước là thức trắng đêm luôn. Và rồi sáng hôm sau khi mà việc nó không như mong đợi thì các bạn sẽ dành cả ngày còn lại để tự dằn vặt mình vì sao tối hôm qua không chịu đi ngủ. Thứ ba, đọc rất là nhiều sách, rất nhiều những tài liệu nghiên cứu, có rất nhiều những cái ý tưởng trong đầu, nhưng mà rồi đến cuối cùng công việc, cuộc sống vẫn luẩn quẩn, loay hoay và chả có gì thay đổi hết. Có đúng không? Thứ tư, thời gian ngủ thì nhiều nhưng mà chất lượng giấc ngủ thì thấp, lúc nào cũng mộng mị, chập chờn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và thiếu ngủ. Thứ năm, thường xuyên hay suy diễn một cái sự việc hoặc một hành động nhỏ nào đó thành cả một cuốn tiểu thuyết 10 chương mang tiêu đề tại sao họ lại làm như vậy. Có không? Thứ sáu là các bạn cũng tập tành viết nhật ký nhưng mà viết xong thì không bao giờ đọc lại và rồi bỏ luôn không viết nữa. Rồi cũng tập tành ngồi thiền nhưng mà rồi càng ngồi thì cái não nó chạy càng nhanh, không kìm lại được. Và rồi cuối cùng các bạn bắt đầu có cái thói quen sử dụng rượu bia để cho dễ ngủ, hoặc là bắt đầu phải sử dụng đến thuốc ngủ. Có không? Cho nên nếu anh nói đúng những cái biểu hiện hành vi nào đó của các bạn thì vui lòng vào comment bên dưới để điểm danh có mặt để vào lớp học. Ok, dĩ nhiên là nếu các bạn không hề mắc bất cứ một triệu chứng nào nói trên thì các bạn không cần phải coi tiếp video clip này. Các bạn thuộc vào nhóm lười suy nghĩ thì những bạn đó cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Ok, còn lại anh Trí cũng xin điểm danh có mặt. Thành thật mà nói là anh gần đây bị dính vào cái số 4 và cái số 5 ha. Thì bởi vì trong mấy tuần vừa qua thì giữa các thành viên trong gia đình lớn của anh có một vài cái mâu thuẫn với nhau, và cái việc này làm cho anh cực kỳ khổ sở luôn. Tại sao cái người này lại làm như vậy? Rồi tại sao lúc đó cái người kia lại nói như thế kia? Rồi nếu lỡ như vậy thì sao? Rồi lỡ cái người kia như vậy nữa thì rồi sao? Và thành thật mà nói là trong suốt mấy tuần nay anh rất là khó ngủ và anh thường xuyên cảm thấy rất là mệt mỏi và cạn năng lượng. Cho nên là đối với cá nhân anh nghe, là khó khăn áp lực kinh doanh từ bên ngoài thì không sao hết, nhưng mà cứ chạm vào chuyện gia đình thì anh thật sự rất là mệt mỏi. Không biết là có bạn nào giống vậy không? Cho nên tới thời điểm này anh tin là số lượng người điểm danh chắc là sẽ không ít đâu. Bởi vì thật ra là overthinking nó không phải là một cái triệu chứng gì kỳ lạ và mới mẻ đâu, mà một cách nào đó tất cả chúng ta đều có cái xu hướng ít hay nhiều suy nghĩ miên man chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Có đúng không? Trong cuộc sống thật nghe là chỉ có những thiền sư khổ luyện lâu ngày thì mới sở hữu được cái năng lực kiểm soát và dẫn dắt tuyệt đối cái dòng suy nghĩ của mình mà thôi. Cho nên về cơ bản, cái việc suy nghĩ nhiều một chút, lan man một chút thật ra cũng là một việc bình thường. Chỉ là trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, cái triệu chứng này nó trở nên ngày càng phổ biến hơn, ở lứa tuổi sớm hơn và ngày càng trầm trọng hơn rất nhiều. Nó bắt đầu vào khoảng 100 năm trước khi mà chúng ta bước vào cái lối sống công nghiệp với cái nhịp độ nhanh, tất bật và áp lực hơn rất là nhiều. Nó khiến cho đầu óc của chúng ta bị stress, bị căng thẳng thái quá, và đầu óc nó vận động nhanh, nhiều và khó kiểm soát hơn. Nhưng đó chỉ là sự mở đầu thôi các bạn. Triệu chứng overthinking thật sự bùng nổ và lên tới đỉnh cao khi bước vào cái thời đại của cách mạng thông tin. Khi mà từ lúc chào đời, những đứa trẻ đã ngay tức thì được tiếp xúc với một cái lượng thông tin, hình ảnh, âm thanh cực kỳ rực rỡ, cực kỳ kích thích, khổng lồ từ những cái màn hình thiết bị điện tử. Và tinh hoa của cái thời đại này đó là sự ra đời và tràn lan của cái gọi là Fast Consuming Media Content. Hay nói dễ hiểu hơn, đó là những cái nội dung mì ăn liền. Mặc dù là nếu mà nấu mì ăn liền thì các bạn đổ nước sôi vào, các bạn phải đợi 3 phút thì mới ăn được. Còn những cái nội dung này thì chỉ cần 1 phút thôi là các bạn đã ăn xong rồi. Các bạn biết anh nói về cái gì mà đúng không? Cái thứ nội dung này nó phối hợp âm nhạc, giai điệu, hình ảnh, những hiệu ứng thị giác, ngôn từ và text để tạo ra một sự kích thích toàn diện lên tất cả các thùy não trong một thời gian ngắn.
Và cứ sau mỗi 1 đến 2 phút thì tất cả những kích thích này lại được thay thế hoàn toàn bởi một hệ kích thích khác, kích hoạt hàng trăm ngàn những kết nối neuron mới hoàn toàn khác. Kết quả là mặc dù cái biểu hiện bên ngoài của các bạn là ngồi bất động nhìn chằm chằm vào màn hình lướt lướt ngón tay thôi, nhưng ở bên trong thì bộ não các bạn đang vận hành với tất cả công suất và tốc độ của siêu tàu điện lướt trên đệm từ trường. Về lâu dài, bộ não của các bạn dần được huấn luyện vào một cái trạng thái gọi là hypersensitive, hay còn gọi là siêu nhạy cảm. Và lúc đó, chỉ cần một cái kích thích nhỏ nhất thôi, một cái nhếch môi, một ánh mắt, một cái thở dài, một lời nói cũng có thể kích hoạt một dòng thác lũ của những suy nghĩ ào ạt, liên tu bất tận. Đó là lý do mà ngày hôm nay, càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát và dừng lại những cái suy nghĩ của mình. Và các bạn thử tưởng tượng xem, là nếu như bộ phận sử dụng nhiều năng lượng nhất trong cơ thể, đó là não bộ, luôn phải hoạt động ở công suất cao nhất, chọt là chạy, thì chả trách sao mà chúng ta thường xuyên sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, luôn cảm thấy là thèm ăn, và đặc biệt là thèm ăn đồ ngọt như là trà sữa, nước uống có ga, bánh quy, snack. Và cứ đúng cử 3-4 giờ chiều mà không được nạp đường vô thì coi như chúng ta đứng máy đứng hình. Không biết anh nói có đúng không? Well, và cái giá phải trả về lâu dài đối với một cỗ máy chạy hết công suất và mất kiểm soát trong một thời gian dài, đó là những tổn thương. Mà phải nói cho rõ ở chỗ này, đó là thinking, khả năng suy nghĩ và tư duy, nó vẫn là một năng lực tối quan trọng của loài người. Nhưng overthinking, oái oăm ở chỗ là nó hướng cái khả năng suy nghĩ của chúng ta vào những việc mà thông thường chúng ta không thể kiểm soát hay ảnh hưởng được. Phổ biến nhất là ba cái việc sau. Thứ nhất, hối tiếc về những việc đã xảy ra. Thứ hai, lo âu sợ hãi về những điều chưa xảy ra. Thứ ba, băn khoăn trăn trở về suy nghĩ và hành vi của người khác. Do vậy, overthinking về lâu dài sẽ để lại những cái tổn thương về mặt sức khỏe, tâm lý nặng nề hơn, và càng ngày nó càng nặng. Ví dụ như những triệu chứng mất tập trung nè, nhạy cảm thái quá, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực, thậm chí trầm cảm, suy nhược thần kinh và cả tâm thần phân liệt. Dĩ nhiên là những cái bệnh lý này nghe nó hơi dễ sợ một chút, nhưng mà nó là hệ quả tích lũy qua rất nhiều năm tháng. Và vì vậy mà số lượng người có những triệu chứng này có thể sẽ ít hơn. Nhưng nếu muốn, các bạn cũng có thể điểm danh trong comment ở bên dưới, xem các bạn có từng trải qua những cái triệu chứng nặng hơn này hay chưa, để rồi chúng ta qua đó có thể có một cái nhìn, một góc nhìn toàn cảnh hơn về mức độ nghiêm trọng của overthinking. Và anh tin đó là lý do vì sao mà Elon Musk đã từng tuyên bố rằng đối với ông, TikTok đang góp phần hủy diệt nền văn minh của nhân loại. Well, tới lúc này nó hơi nhiều thông tin ha, cho nên là thôi chúng ta tạm ngừng lại chút xíu ha. Sao? Có thấy cái gì chưa? Nó đó, thấy nó bắt đầu chạy chưa? Những suy nghĩ trong đầu các bạn đó, nó bắt đầu chạy chưa? Hay nó chạy vù vù luôn rồi, trong vòng khoảng vài giây vừa rồi? Nếu mà anh đoán đúng nha, thì trong vòng vài giây vừa rồi, não các bạn đã bắt đầu diễn ra những cái suy nghĩ, nó bắt đầu chạy ha. Nó vẽ ra những cái viễn cảnh tăm tối, những cái rủi ro, những cái nguy cơ, những sự mất mát, và nó mang lại cho mình cái cảm giác lo lắng, ái ngại dâng lên bên trong của mình. Có không? Hoặc ngược lại, sẽ có những bạn trong vòng vài giây vừa rồi bắt đầu hồi tưởng lại những cái ký ức trong quá khứ, những khoảnh khắc các bạn cảm thấy mệt mỏi, bệ rạc, sự nuối tiếc, những cơ hội đã bỏ lỡ, những ngày tháng đã trôi đi vô nghĩa, và bắt đầu cảm thấy dày vò, cảm thấy giận dữ với bản thân, với cuộc sống của mình. Có không? Cho nên overthinking là vậy đó các bạn. Nó chạy. Chỉ cần một cái kích thích một cái là não nó bắt đầu chạy thẳng một phát từ Phú Nhuận ra tới Cần Thơ, transit Amarok, rồi móc thẳng lên Sao Kim luôn. Có bị vậy không? Và có hay bị giống vậy không? Right? Cho nên quan sát những suy nghĩ của mình nó đang chạy. Ok, thậm chí ngay trong lúc bạn đang coi cái video clip này, nếu bạn nào nhìn ra được dòng chảy suy nghĩ của riêng mình giống như anh vừa mới mô tả lúc nãy, thì ngay bây giờ hãy tươi cười và búng tay một cái. Chúng ta đang bắt đầu tiến trình chữa lành cho bộ não của riêng mình đó.
Bước đầu tiên là ý thức và quan sát được dòng chảy suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất để nuôi dưỡng lại sự tỉnh thức cho chúng ta. Hay quá, sự tỉnh thức, cái này nghe quen lắm mà nha. Hình như là thầy Nhất Hạnh nè, rồi thầy Minh Niệm nữa cũng có hay nói về cái vụ tỉnh thức này nè. Rồi, đúng rồi, hồi đó mình có coi cái clip phỏng vấn gì đó của thầy Minh Niệm với lại cái anh nào host nào đẹp trai lắm nè. Anh đẹp trai dễ sợ lắm á anh nè. Đó các bạn, nó đó, chảy tiếp rồi đó. Ghê chưa. Quan sát và nhận biết. Và lưu ý là trong lúc chúng ta quan sát và nhận biết cái dòng chảy của suy nghĩ và cảm xúc này, các bạn không nên cố gắng để ngăn cái dòng nước, để dừng cái đoàn tàu suy nghĩ của mình lại. Kiểu như là mệt mỏi quá, giờ phải chi mình bớt suy nghĩ được một chút thôi. Hoặc là trời, chu vô mình rồi mà sao còn suy nghĩ, mà giờ chưa ngủ rồi sao mai bao nhiêu là việc này tính sao ta. Cái mong muốn dừng những suy nghĩ của mình lại là mong muốn rất tai hại. Bởi vì thứ nhất, nó rất là khó và gian khổ, đặc biệt là khi các bạn bị overthinking. Chưa kể, cái mong muốn dừng suy nghĩ của mình lại, nó thật ra cũng là một suy nghĩ nữa. Nó là một dòng chảy suy nghĩ khác. Cho nên làm sao chúng ta có thể ngăn cái việc suy nghĩ quá nhiều bằng cách tạo ra thêm những cái dòng suy nghĩ mới được. Mọi người hiểu ý này không? Và các bạn có để ý không? Là khi các bạn ý thức và quan sát được cái dòng nước đang chảy, điều đó có nghĩa là các bạn đã bước lên bờ rồi. Các bạn không còn bị dòng nước đó cuốn đi nữa. That's the beauty of it. Đây chính là cái điều tinh tế nhất. Dĩ nhiên là khả năng ý thức và quan sát được dòng chảy suy nghĩ của mình không phải là một khả năng dễ dàng mà có được. Nó đòi hỏi một cái sự luyện tập thường xuyên và lâu dài. Đặc biệt là dòng nước đó có khi là những dòng nước ngầm, chúng âm thầm đến và rồi cuốn chúng ta đi lúc nào mình không biết. Chưa kể là đâu phải chúng ta lúc nào cũng phải đứng ở trên bờ. Có khi chúng ta có nhu cầu là phải hòa mình vào cái dòng suy nghĩ, tận dụng sức mạnh của dòng suy nghĩ đó để giúp mình suy tư, nghiền ngẫm, nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết vấn đề nữa chứ. Vì vậy, cái việc hòa mình vào dòng suy nghĩ, tận dụng sức mạnh của dòng suy nghĩ cũng cực kỳ quan trọng. Miễn sao là khi chúng ta muốn lên bờ là chúng ta có thể lên bờ được. Vậy thôi. Và cái năng lực ý thức và quan sát được cái dòng suy nghĩ chính là kỹ năng để bước lên bờ. Got it? Thẳng thắn nha. Có rất nhiều cái pháp môn để rèn luyện và nuôi dưỡng sự tỉnh thức, khả năng ý thức và quan sát này. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái video clip này thì xin được chia sẻ nhanh với các bạn hai công cụ mà cá nhân anh đã sử dụng và anh nghĩ nó rất là thực tế và dễ sử dụng để hỗ trợ các bạn trong cái giai đoạn trước mắt này. Ok, sẵn sàng chưa? Let's go. Thứ nhất, viết suy nghĩ của mình ra. Đơn giản mà đúng không các bạn? Cách trực quan nhất để quan sát được suy nghĩ của mình là viết nó ra giấy. Vậy là mình thấy nó liền. Là sao? Biết ngay là đến lúc này khi anh đề cập tới cái phương pháp này là chắc chắn ở bên kia màn hình sẽ có những bạn nói là dạ anh ơi, hồi đó em cũng thử cái phương pháp này rồi, kiểu viết nhật ký đúng không anh? Fail anh ơi, viết ra tè le rồi cũng vậy à. Lý do mà các bạn fail là bởi vì thông thường khi mình không có phương pháp á, mọi người sẽ xem cái việc viết nhật ký giống như là một cái phương thức để giải tỏa những cái bức xúc tức thời của mình. Mình viết để mình để mình không chửi người ta, để mình không đánh người ta. Mình viết để mình giải tỏa mà thôi. Và chúng ta viết xong thì không bao giờ đọc lại hết. Tôi nói có đúng không? Cho nên nếu mình viết mà mình không đọc lại thì viết làm cái gì? Nó fail thôi. Ok. Cho nên nè, khi các bạn viết thì các bạn đừng nên viết theo cái kiểu mà tuôn trào tràn gian đại hải, hiểu không? Mà cái cách viết cho hay đó là chúng ta viết được một ít thì mình dừng lại, hít một hơi thở, đọc lướt lại những điều mình vừa mới viết. Thì đó là lúc mà chúng ta quan sát được cái suy nghĩ và cảm xúc, những trăn trở, những mong muốn của riêng mình. Rồi sau đó chúng ta mới viết tiếp. Cho nên cái mẹo ở đây là các bạn nên dùng một cuốn sổ ha, hoặc là một cái trang giấy với kích thước vừa đủ thôi. Để khi chúng ta viết hết một trang, các bạn bắt buộc phải dừng lại để lật sang trang tiếp theo để viết tiếp. Thì cái khoảnh khắc đó chính là lúc mà chúng ta có thể
hít thở và đọc lại những cái điều mình vừa mới viết xong. Cho nên nếu chúng ta viết trên điện thoại hoặc các bạn viết trên laptop, các bạn sẽ không có được những cái nhịp dừng lại để đọc lại những cái suy nghĩ và cảm xúc của mình. Alright. Dĩ nhiên là chúng ta không thể lúc nào cũng mang theo cuốn sổ và rồi ngồi viết liên tục ra những cái suy nghĩ của mình suốt cả ngày, đúng không? Cho nên các bạn có thể thực hành cái kỹ thuật này một hoặc hai lần trong ngày. Chúng ta viết ra và quan sát lại tất cả những cái suy nghĩ đã hoặc đang trôi qua trong đầu của mình trong một ngày. Quá trình thực hành này sau một thời gian sẽ giúp các bạn nhận diện được những suy nghĩ, cảm xúc của mình ngày càng rõ nét hơn. Và dần dà về sau, những cái suy nghĩ và cảm xúc tương tự sẽ rất khó cuốn các bạn đi được, bởi vì các bạn đã nhận diện ra nó rồi. Thậm chí là sau khi các bạn viết ra và nhận diện được những suy nghĩ của mình, những ưu tư, những mong muốn của mình, các bạn có thể dùng thêm một kỹ thuật nữa để sàng lọc những cái suy nghĩ đó thông qua hai câu hỏi rất đơn giản. Câu thứ nhất, việc này có thực sự liên quan tới mình hay không? Nếu không, thì tại sao phải lo nghĩ, buông? Nếu có, chuyển sang câu số 2. Mình có quyền hạn và năng lực đủ để ảnh hưởng và thay đổi được việc này hay không? Nếu không thể, tại sao phải lo nghĩ, buông? Nếu chưa thể, thì vậy mình phải bắt tay vào rèn luyện và chuẩn bị như thế nào? Rồi bắt tay vào làm. Nếu có thể, vậy mình sẽ làm gì? Làm thôi. Sau khi sử dụng hai câu hỏi sàng lọc rất đơn giản này, thì bất cứ ý niệm nào, suy nghĩ nào của các bạn cũng sẽ hoặc là được buông bỏ, hoặc sẽ được chốt lại bằng một hành động cụ thể. Và khi các bạn bắt tay vào hành động, thì ngay tức thì các bạn sẽ thoát ra khỏi trạng thái bế tắc, và tình trạng overthinking sẽ tạm thời chấm dứt. Cho nên, các bạn thấy cái phương pháp này thực tế và khả dụng với các bạn hay không? Nếu không, các bạn có thể buông và next sang cái đoạn tiếp theo để xem cái kỹ thuật thứ hai. Còn nếu có, thì ngay bây giờ anh sẽ thực hành cùng với các bạn luôn. Chơi không? Nếu các bạn thấy đúng, các bạn phải áp dụng các bạn ơi. Nó là vậy đó. Ha. Cho nên ngay bây giờ, các bạn có thể pause cái clip lại, chuẩn bị cho mình bút, giấy hoặc sổ tay hoặc là nhật ký của mình. Ok, sau đó chúng ta quay trở lại và tiếp tục. Để thuận tiện cho mọi người xem được cái nội dung mà anh viết thì anh xin được viết trên cái tablet, nó y như viết trên giấy thôi. Thì đây là anh vừa mới viết ra 5 cái điều làm cho anh băn khoăn nhiều nhất trong suốt khoảng 1-2 tuần gần đây ha, và cho tới thời điểm này luôn nha. Đây là người thật việc thật luôn ha. Thì sau khi mình viết ra xong nè, thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn coi cái cách mà anh phân tích và anh sàng lọc lại những cái suy nghĩ để từ đó biến nó thành những cái kế hoạch hành động cho anh, đúng không? Rồi, thì cái việc đầu tiên đó là sức khỏe của mẹ anh đang xấu, đúng không? Rồi làm sao để mẹ bình phục nhanh hơn. Thì cái việc này thứ nhất là có liên quan tới mình hay không? Có chứ, sao không có được, đúng không? Vậy thì bây giờ mình có cái quyền hạn và năng lực để ảnh hưởng chuyện này hay không? Thì để hồi phục cho sức khỏe của mẹ anh thì thật ra nó không phải là chuyên môn của anh, bởi vì mẹ anh đang có những cái tổn thương và tâm lý rất là khó khăn. Thì cái việc đó là anh đã gửi mẹ lên để mà được sự hỗ trợ trực tiếp từ thầy Minh Niệm rồi. Thì mẹ đang sống trên cái trung tâm chữa lành của thầy rồi. Thì cái việc đó nó không nằm trong cái năng lực của anh nữa. Không? Tuy nhiên là nếu mình hỏi mình là mình chưa ảnh hưởng được, vậy thì bây giờ mình làm được cái gì? Thì anh có thể sắp xếp cuối tuần này anh chạy lên trên trung tâm chữa lành đó để anh chơi với mẹ anh. Ha, để cho mẹ anh yên tâm hơn, rồi mẹ anh vui hơn, rồi anh dẫn mấy đứa cháu lên chơi với bà, thăm bà. Thì anh nghĩ việc đó sẽ giúp mẹ anh vui hơn và bà sẽ sớm bình phục hơn. Còn về chuyên môn thì cái đó không phải là trong cái năng lực của anh. Ha, cho nên với cái việc này thì mình sẽ action, mình tô màu xanh, mình sẽ đúng không, đưa cháu lên Đà Lạt, cháu lên Đà Lạt thăm bà nội. Ok, thì đó sẽ là action của mình. Ok, và tự nhiên mình thấy ok, mình biết mình phải làm cái gì rồi. Nhẹ lòng đi, cái đầu không có suy nghĩ quá nhiều nữa, đúng không? Rồi, làm sao để hàn gắn lại sự kết nối giữa hai người thân trong gia đình của mình? Việc này có quan trọng đối với mình không? Có chứ. Việc này có nằm trong quyền hạn và sức ảnh hưởng của mình hay không? Thì thành thật mà nói, mặc dù rất là mong muốn nó xảy ra, nhưng anh không có làm được. Bởi vì cái sự kết nối giữa hai cái người này
là việc của họ, mà là cái ý chí kết nối của họ. Nếu họ muốn thì mình có thể giúp, nhưng nếu bây giờ họ không có muốn thì mình không thể ép được ha. Cho nên việc này mặc dù là mình rất trăn trở nhưng nó không nằm trong cái quyền hạn của mình. Cho nên việc này là mình phải buông. Buông. Mà một khi buông là buông, không nghĩ tới nữa. Tập trung vào cái chuyện đưa cháu lên Đà Lạt chẳng hạn, đúng không? Rồi, việc ok, thì các bạn thấy không? Đây là cái cách để mà cá nhân anh sàng lọc những cái suy nghĩ của mình, xem cái nào là cái mình sẽ buông, cái nào là cái mà mình sẽ phải đối diện. Và anh vừa làm xong rồi, anh làm mẫu cho các bạn. Bây giờ tới phiên các bạn thực hành cho riêng mình. Nếu các bạn cần nhiều thời gian hơn, các bạn hoàn toàn có thể pause video clip lại nha. Còn bây giờ xin có một đoạn nhạc nho nhỏ ha, để các bạn cảm thấy thoải mái hơn, bình an hơn và viết ra những cái băn khoăn suy nghĩ của mình trong 1-2 ngày gần đây cho tới lúc này. Now is your time. Let's go. Tiếp theo, công cụ thứ hai rất đơn giản và thực tế và dễ thương anh muốn chia sẻ với các bạn, đó là pause to breathe. Chậm lại một nhịp để hít thở. Đây là một trải nghiệm rất là đơn giản và ý nghĩa mà anh được trải qua và thực hành trong thời gian mà anh sinh hoạt và giao lưu tại trung tâm huấn luyện chuyên viên chữa lành miền tỉnh thức của thầy Minh Niệm ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Thì rất đơn giản để anh mô tả cho các bạn là ở trong trung tâm nó có một cái đồng hồ và cứ khoảng 15 hoặc 20 phút thì nó sẽ đánh ra một cái tiếng chuông. Và ở trong trung tâm thiền của thầy Minh Niệm thì tất cả mọi người biết là khi nghe cái tiếng chuông đó thì các bạn sẽ tạm dừng tất cả những việc mà mình đang làm lại trong vòng khoảng 3-5 giây. Hít thở 1-2 cái hơi thở từ tốn, kết nối lại với bản thân của mình, với suy nghĩ của mình. Và sau đó chúng ta lại tiếp tục cái nhịp sống bình thường. Ok, thì thật ra không biết nói vậy các bạn có tưởng tượng được không, nhưng nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị nếu các bạn có mặt ở đó, hỏi không? Ví dụ như là trong giờ ăn chẳng hạn, mọi người đang ăn uống trò chuyện rôm rã thì bong, tất cả mọi thứ dừng lại và cả một cái bầu không khí tự nhiên nó im ắng phăng phắc, rất là bình an, rất là diệu kỳ. 3-5 giây và rồi rào trở lại. Rồi đang rửa chén, đang trò chuyện, đang lắng nghe sâu với nhau, đang giặt quần áo hay là đang đi bộ lên đồi, bon, dừng lại, bình an. Và rồi lại tiếp tục ồn ào, lại rộn rã. Thì cái thực hành này, cái nghi thức này nó giúp chúng ta có một cái thói quen là ngẩng cái mặt của mình lên khỏi cái dòng suy nghĩ và ý thức. Nó nhắc nhớ mình là mình đang ở đâu, mình đang ở với ai, mình đang làm cái gì, mình đang suy nghĩ cái gì, cảm thấy cái gì. Và cái thực hành này sau một thời gian nó sẽ giúp các bạn tỉnh táo hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ không dễ bị cuốn đi bởi những cái dòng suy nghĩ nữa, bởi vì luôn có những cái trạm dừng mỗi 15-20 phút. Và thật ra đây là một cái thực hành trong pháp môn của làng Mai do sư ông Thích Nhất Hạnh sáng lập. Và rồi ngày hôm nay điều tuyệt vời là các bạn có thể thỉnh được cái tiếng chuông tỉnh thức này của làng Mai về smartphone của mình và tận dụng nó trong cuộc sống thường ngày của chúng ta luôn. It's beautiful ha. Các bạn có thể download và sử dụng cái app Plum Village ở trên App Store ha, để anh hướng dẫn các bạn cách cài đặt và setup cái tiếng chuông này ha. Rồi đầu tiên các bạn vào trong Play Store và các bạn search for cho cái app này là Plum Village, tức là làng Mai ha. Thì mình sẽ nhìn thấy cái Plum Village Zen Guide. Khi chúng ta open cái app lên á thì các bạn chọn đến cái lựa chọn thứ ba này nè ha, nó gọi là The Bell of Mindfulness, tức là tiếng chuông của sự tỉnh thức. Thì chúng ta click vào cái nút là
enable cái bell ha, rồi chúng ta chọn cái tiếng chuông ha. Thì khi mà mình setup giống như vậy xong thì cứ 9 giờ, 9 giờ 20, 9 giờ 40, 10 giờ cứ mỗi lần đến cái khoảnh khắc đó thì cái phone của mình nó sẽ tự động. Và nghe cái tiếng chuông này thì chúng ta tạm dừng cái việc mình đang làm lại và sau đó tiếp tục ha. Thì cái thói quen này sẽ tạo nên một cái sự thay đổi rất rất là dễ thương trong cuộc sống của mình, và nó giúp mình giữ được cái sự tỉnh thức của mình trong suốt một ngày. Ok rồi, tôi biết luôn là đặc biệt tới thời điểm này chắc chắn sẽ có những nghệ nhân overthinking nhảy vào và thả trong comment ở bên dưới những câu hỏi rất là cà khịa. Anh ơi, lỡ đang lái xe rồi ôm cua rất gắt gõ cái bon một cái rồi ngừng rồi sao anh? Rồi lỡ đang đi toilet thì sao anh Trí? Lỡ đang ôm hôn bạn gái gõ cái bon một cái rồi sao anh Trí? Lỡ đang té, lỡ đang bật cam đánh đầu, lỡ đang hát thì sao anh Trí? Thì thôi chứ sao, mắc mệt à. Bởi vậy á, chắc chắn sẽ có những người overthinking, suy diễn làm mọi thứ rất là phức tạp lên. Nhưng câu hỏi thật ra cũng rất là hay, bởi vì riêng trong cái việc là đang hôn bạn gái, khi tiếng chuông vang lên bon, các em nên mở mắt ra, hít thở và nhìn kỹ lại xem cái người mình đang hôn có thiệt là bạn gái của mình không, coi chừng là thằng bạn thân của mình đó nha. Trời ơi, ghê quá. Thôi, lại suy diễn nữa rồi, overthinking nữa rồi. Nói cho vui thôi. Nhưng mà anh chia sẻ mấy cái mẹo này thì thật ra rất là hoan hỷ. Nghe, ai thấy hợp thì mình áp dụng, còn nếu ai không hợp thì next, no problem. Ok ha. Cuối cùng anh nhấn mạnh lại, đó là hai cái kỹ thuật mà anh vừa mới chia sẻ với các bạn chỉ là hai trong rất nhiều những cái phương thức để rèn luyện năng lực dẫn dắt suy nghĩ và tư duy của mình, nuôi dưỡng lại cái năng lực tỉnh thức và chánh niệm của mình, đúng không? Các bạn nếu mà hứng thú, các bạn phải chủ động tìm hiểu thêm và rèn luyện nếu muốn. Bên cạnh đó, anh phải khẳng định lại là những kỹ thuật này nó chỉ áp dụng được với những trường hợp là chúng ta overthinking ở mức độ bình thường, chúng ta dễ mất tập trung, hay là mình suy nghĩ thiếu chặt chẽ, thiếu định hướng. Còn lại, nếu ngày hôm nay các bạn đã gặp phải những cái triệu chứng hoặc là những cái thử thách khó khăn hơn, khi mà những cái suy nghĩ này thường đi kèm với những cảm xúc rất là mãnh liệt như là sự sợ hãi, hoang mang, sự lo lắng, sự hối tiếc, giận dữ, thất vọng, thì xác suất cao là cái việc overthinking của các bạn đã gắn liền với những cái tổn thương trong quá khứ, hoặc nó gắn liền với những cái nhận thức và những nhân sinh quan tiêu cực và độc hại trong vô thức của mình. Hoặc thậm chí ngay lúc này các bạn có khi đang trải qua những cái khủng hoảng, những cái sang chấn tâm lý, hoặc là những cái rối loạn cảm xúc, hoặc là trầm cảm. Thì trong trường hợp đó, anh thật lòng khuyên các bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ các chuyên gia tham vấn, chữa lành hoặc là các chuyên gia tư vấn. Còn lại dĩ nhiên là nếu thật lòng là ở thời điểm này các bạn cũng chưa tìm được cái người để hỗ trợ và có sự tin tưởng, thì các bạn có thể cân nhắc để tham gia cái phần tư vấn 1-1 của học viện. Các bạn chuyên viên tư vấn sẽ cùng với các bạn trao đổi, chia sẻ và đánh giá đúng thử thách và nhu cầu của các bạn ở thời điểm này. Rồi nếu mà bọn anh giúp được gì cho các bạn thì bọn anh sẽ giúp. Còn cái nào mà không đúng chuyên môn thì bọn anh cũng sẽ nỗ lực để giới thiệu cho các bạn những cái lựa chọn khác phù hợp hơn để các bạn tham khảo. Ok. Nhưng mà thẳng thắn nha, là những bạn nào thật sự cần tư vấn thì các bạn đăng ký, bởi vì anh biết có khi không có nhiều đâu ha. Còn lại nha, đừng có overthinking nha các bạn. Không, đừng có suy diễn rồi trầm trọng hóa những cái vấn đề của mình, rồi suy tưởng ra đủ các loại bệnh hoạn các kiểu, cái nó làm phức tạp vấn đề đi nha. Hầu hết những bạn còn lại thì thôi, cứ xem mấy cái clip free ở trên YouTube là được rồi, rồi áp dụng những cái điều nhỏ nhỏ nếu mình thấy hợp lý, mình làm cho nghiêm túc, anh thấy như vậy cũng ổn thôi ha. Không cần phải làm quá mọi chuyện lên nghe. Những ai thật sự hiểu rất rõ cái vấn đề của mình thì mới nên đăng ký cái phần tư vấn ở trong description. Ok, cuối cùng anh mong là những cái chia sẻ được đúc kết từ trải nghiệm cá nhân của anh, từ những cái câu chuyện của anh, những cái thử thách của anh, và từ gần 15 năm giảng dạy, tư vấn và hỗ trợ chữa lành cho học viên của anh, những cái chia sẻ này có thể giúp các bạn có một cái góc nhìn đa chiều hơn, điềm tĩnh hơn, để rồi bắt tay vào rèn luyện và nuôi dưỡng được sự bình an, thái độ tích cực và chủ động trong tư duy, hành động của mình. Và anh tin đó là quá trình tu tập để xây dựng nên một cái bản lĩnh chân thật của chính các bạn. Ok. Dĩ nhiên, nếu các bạn còn những cái băn khoăn, cần sự hỗ trợ hoặc mong muốn đóng góp các quan điểm thì các bạn đừng ngại chia sẻ trong comments ở bên dưới. Alright. Còn bây giờ, hãy tặng cho nhau hai hơi thở của sự bình an. Xin cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Thank you.